Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của cái không nội có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của cái không nội chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của cái không nội có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của bốn niệm trụ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của bốn niệm trụ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của bốn niệm trụ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của Thánh Đế Khổ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của Thánh Đế Khổ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của Thánh Đế Khổ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của bốn tịnh lự có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của bốn tịnh lự chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của bốn tịnh lự có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.
Lại nữa thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của tám giải thoát có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của tám giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của tám giải thoát có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của pháp môn giải thoát không có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của pháp môn giải thoát không chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của pháp môn giải thoát không có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của pháp môn Đà La Ni có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của pháp môn Tam Ma Địa có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của pháp môn Đà La Ni chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của pháp môn Tam Ma Địa chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của pháp môn Đà La Ni có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của pháp môn Tam Ma Địa có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của bậc cực hỷ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của bậc cực hỷ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của bậc cực hỷ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của năm loại mắt là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính chân như của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của năm loại mắt là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với chân như của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát chăng?
Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của năm loại mắt có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong chân như của sáu phép thần thông có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của năm loại mắt chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của sáu phép thần thông chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của năm loại mắt có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa chân như của sáu phép thần thông có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Hết quyển thứ 15.